Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách mở khóa mật khẩu con G7 Prime, mở tài khoản Google bị khóa Google Account. Chúng ta bắt đầu vào và chúng ta vào cái chỗ đoạn Wi-Fi nhé. Đây là mình đang cho các bạn xem cái máy đang đã bị khóa tài khoản Google như thế nào. Chúng ta đợi nhé. À đây, bắt đầu máy đang bị khóa. Chúng ta trở lại nào. Chúng ta trở lại bên ngoài nhé. Chúng ta trở lại mạng Wi-Fi này. Chúng ta ấn vào khác này, thêm mạng này. Bắt đầu chúng ta đánh vài chữ linh tinh vào đó và chúng ta di im thì nó ra một cái bảng. Chúng ta ấn vào hỗ trợ nhé. Hỗ trợ thì nó ra một cái trình duyệt web của Google. Chúng ta ấn I L T thì nó ra một cái bảng như là tìm kiếm vậy. Nó có một cái bảng, nó có một cái tra internet bên dưới. Đây mình thử vào linh tinh thôi. Bắt đầu mình thử vào lại. Các bạn đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Internet, đây click vào đó. Đã ra một cái bảng khác thì chúng ta bắt đầu vào đánh cái tên phần mềm vào. Thì tên phần mềm mình đã để ở đường link ở bên ngoài video thì các bạn ở phía bên dưới phần mô tả thì các bạn nên click vào đó và đọc và xem tải về nhé. Các bạn tải file về rồi thì chúng ta bắt đầu vào. Chúng ta vào phần đánh dấu và vào phần lịch sử. Thì ở trong đó có file mình tải về và chúng ta cài đặt như bình thường. Khi cài đặt thì nó ra một hiện bảng là không rõ nguồn gốc thì chúng ta bắt đầu chỉnh vào cái mục là cho cài đặt các ứng dụng ngoài không rõ nguồn gốc vào. Bắt đầu cài xong thì chúng ta mở ra. Đây là ra một cái bảng. Khi ra cái bảng thì bắt đầu chúng ta nhìn chú Google Account Manager APK. Chúng ta kích vào đó. Chúng ta làm theo những video nhé. GoDigi Google Account. Chúng ta kích vào dấu ba chấm nhé, ba chấm đăng nhập. Ok, chúng ta đăng nhập một tài khoản mới vào. Chúng ta có tài khoản nào thì chúng ta đăng nhập tài khoản đấy nhé.
Chiu Chiu Akalo.